Xin chào tất cả các bạn đến với kênh giải trí Nam Bộ Phim TV và mình là Trần Thảo. Rất là háo hức từ buổi đến giờ luôn mọi người, bởi vì trong tháng 12 thì mình cũng đi được nửa đoạn đường rồi và còn có mấy ngày nữa mình bước qua năm mới. Thì thật sự là ở Sài Gòn hiện nay mọi người, tháng 12 hay là tháng 1, tháng 2 đầu năm gì nó cũng nóng như nhau à, không hề có một chút gì gọi là mùa đông luôn. Nhưng mà thôi, mình cũng hưởng ứng theo cái không khí cuối năm thì Thảo cũng sẽ chia sẻ cho các bạn những mùi hương mà Thảo rất là mong chờ đến cái thời điểm này để xài. Và đặc biệt là đối với những bạn nào mà ở miền Bắc, miền Trung á, hoặc là những cái nơi không khí lạnh khác, thì các bạn cũng có thể xem vlog này để mà mình có thể tham khảo thêm những mùi hương mình có thể sử dụng vào cái dịp cuối năm lạnh lạnh nha. Còn đối với các bạn nào mà ở miền Nam hoặc là những nơi mà khí hậu nó cũng kiểu nóng như Sài Gòn như thế này nè, thì mình cũng tham khảo cho vui, lỡ đâu mai mốt Sài Gòn cũng lạnh 2-3 ngày, hoặc là những cái trời mát mát ở trong năm á, các bạn vẫn có thể sử dụng được những mùi hương này nha. Và chúng ta cùng nhau vào clip thôi. Vị trí đầu tiên sẽ đến từ nhà John Paul Gaultier. Tại vì mỗi năm mà đến cái mùa này á, hoặc là nhắc đến những cái bữa tiệc tùng là Thảo luôn luôn nghĩ đến nhà này đầu tiên. Và chai nước hoa đó chính là Le Bel Le Parfum. Và đối với những chai nước hoa mà của nhà John Paul Gaultier là Thảo lúc nào cũng thích cái thiết kế hết. Và Thảo đặc biệt rất là thích cái phiên bản là Le Bel Le Parfum với lại Le Bel Le Parfum. Tại vì nó có cái màu ombre mọi người, nó kiểu cuốn cuốn sao á, nói chung là mình nhìn cái là mình rất là thích ha. Và mùi hương này á, Thảo nói là nó phù hợp lắm 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 luôn khi mà sử dụng vào cái dịp cuối năm và phải là trời se mát nha mọi người. Còn bình thường á thì các bạn muốn xịt thì vẫn được, tại vì nước hoa mà tùy vào cái sở thích của mình thôi, muốn xịt khi nào mình xịt. Nhưng mà đẹp nhất thì Thảo sẽ lựa chọn cái em này vào dịp cuối năm, mấy cái ngày mà mát mát á, các bạn lôi ra xịt hoặc là sau mưa. Tại vì mùi hương này Thảo thấy nốt hương cũng rất là đơn giản thôi, kiểu cũng quen thuộc. Nốt hương đầu tiên là mình có lê nè, và cái nốt hương mà nổi trội thì mình có đậu tôn ca, vani và hoa nhài. Thật ra thì chai nước hoa này á, cái tông ngọt của nó đậm, nó không có quá nhiều về cái hương hoa, cho nên là Thảo dù không thích hoa nhài thì Thảo vẫn có thể sử dụng được chai này. Nốt hương hoa nhài nó chỉ bổ trợ thôi chứ nó cũng không quá là nổi trội, tại vì mình cũng không có cảm nhận được nốt hương hoa nhài là cái nốt hương chủ đạo ở trong chai nước hoa này ha. Le Bel Le Parfum này Thảo thấy hả, nói chung từ packaging cho đến mùi hương, các bạn mua tặng cũng được, xài cũng được, trời ơi quá là xuất sắc. Và cái body như thế này là ai cũng mê đúng không mọi người? Đó, cho nên là nếu như mà bạn nam nào á mà mình muốn tặng quà cho người yêu người ấy của mình vào dịp cuối năm thì có thể lựa chọn em này. Đối với các bạn nữ nào mà mình đang sở hữu em này, hoặc là sắp tới muốn mua mùi hương mới để sử dụng cho cái dịp cuối năm như thế này nè, thì Thảo recommend Le Bel Le Parfum của nhà John Paul Gaultier nha. Một mùi hương thứ hai mà phải gọi là Thảo rất là thích, nhưng mà phải gọi là thuộc trong cái top những chai nước hoa mà rất khó dùng luôn các bạn. Đó là Trial Mopecus của nhà Argos, được ra mắt vào năm 2019. Chai nước hoa này hiện tại là Thảo sở hữu nha, cũng phải là gần 2 năm rồi, nhưng mà chắc là một năm qua Thảo xài không tới 5ml đâu các bạn. Nó lưng như vậy là do Thảo chia bớt cho mọi người thôi. 5ml đó là Thảo phải lựa những cái ngày mà không chỉ trời mát mẻ, trời đẹp sau mưa, mà phải lựa vào những cái ngày mà tâm trạng Thảo vui vẻ, thoải mái. Kiểu như hôm nào mà mình mệt xíu mà mình xịt cái chai này vô mọi người là mình rất là buồn nôn. Nhưng mà thật sự luôn, vì mùi hương nó quá là hút đó các bạn. Kiểu giống như là nó đậm thiệt, nó khó chịu thiệt. Nhiều khi á Thảo ghiền quá, Thảo không có dám xịt. Thế Thảo với lấy, Thảo mở nắp ra, Thảo ngửi vậy nè, là Thảo cảm thấy là quá đủ rồi mọi người. Cho nên chai nước hoa này Thảo cũng hơi thắc mắc là không biết là nhiều bạn mua những cái chai nước hoa này gì á, xài làm sao cho mà hết được nguyên một chai thế này. Tại vì đối với Thảo một năm Thảo xài không quá 5ml đâu. Thì thành ra là cái thời điểm cuối năm này thì Trial Mopecus là một trong những mùi hương mà Thảo sẽ dùng nhiều hơn so với mức bình thường nha. Nhưng mà hiện tại này thì Thảo cũng chưa dùng đâu, cũng phải đợi những cái ngày nào mà nó mát hơn một xíu nữa. Còn bây giờ thì vẫn nóng, hoặc là đôi khi các bạn ở trong phòng máy lạnh của công ty á, thì các bạn có thể xịt được. Thì em này á, là mùi của rượu rum này, tonka, thuốc lá. Nhưng mà cái cảm nhận của Thảo đối với bạn này á, chỉ đơn giản là một mùi kiểu nó hơi lợ, nó hơi khó ngửi của cái thuốc, của siro thuốc em bé mọi người, kiểu medicine á, mùi medicine một xíu. Thì Thảo cũng biết sao, nói chung là mùi thì nó hơi hắc con một xíu, mà cũng không hiểu sao mà mình ghiền tới bây giờ luôn. Thì đó, chai nước hoa này là chai nước hoa mà Thảo mong chờ nhất vào dịp cuối năm để được xài. Tiếp theo mà một mùi hương Thảo rất là ít nhắc tới, nhưng mà thật ra vào cái khoảng dịp này nè là mình phải để ý tới em đó nha. Đến từ nhà Paco Rabanne, em này là Olympia
Legend được ra mắt vào năm 2019. Thảo rất ít nhắc đến chai này luôn, hầu như là trong những cái clip của Thảo là không đề cập tới luôn á mọi người. Ở em này là mùi hương ngọt nha, nhưng mà từ mận với lại vani có thêm một chút muối biển nữa thì thôi cũng hơi kén dùng á, hay cá nhân Thảo cũng hơi kén dùng nha, cho nên là thích hợp nhất thì cũng phải là vào những cái ngày trời mát mát. Thì ở em này có đặc điểm cái là Thảo thấy không chỉ riêng những bạn mà trên 25, bắt đầu từ 25 mình có thể sử dụng được đâu, mà cả trung niên hoặc là mẹ mình sử dụng cũng rất là thích hợp. Thảo cảm nhận nha, nhiều bạn nói thì em này là hiện đại của nó sành điệu, nhưng mà cảm nhận riêng của Thảo thì Thảo thấy nó hơi hướng cổ điển hơn là nó sành điệu. Thì ok, tùy cảm nhận mỗi người thôi. Và em này thì lưu hương khá là tốt, bởi vì mùi hương ngọt thì chưa chắc là lưu hương tốt, nhưng mà lưu hương tốt thì Thảo nghĩ là đa số thì chắc chắn nó sẽ ngọt. Đối với cơ địa của Thảo nó là như vậy, cho nên là em này lưu hương trên người của Thảo cũng phải trên 6 tiếng nha mọi người. Trời ơi, cái thời điểm đẹp như vậy thì chắc chắn Thảo không thể nào bỏ qua em Donna yêu quý của Thảo rồi. Một chai nước hoa khác đến từ nhà Valentino mà Thảo nhắc rất nhiều luôn, đó là Valentino Donna ha. Thì ở em này nốt hương chính là hoa hồng, hoa diên vĩ, xạ hương đồ đó, nên Thảo nhắc rất là nhiều rồi. Cho nên là chai nước hoa này thật sự rất là ngọt, và cũng phải gọi là một dòng nước hoa nổi tiếng và Thảo cảm nhận là mang lại thành công cho nhà Valentino cho đến tận bây giờ luôn. Và đối với Thảo nha, chai nước hoa nào mà Thảo thích á, mà Thảo để lại ấn tượng ngay từ lần đầu tiên là Thảo sẽ không bao giờ mà Thảo thay đổi luôn, tại vì nó hằn sâu trong cái gọi là cái gu của mình rồi. Nói chung là ấn tượng đầu tiên nó rất là đặc biệt, và ở chai này siêu siêu đỉnh luôn, Thảo không cần phải khen quá nhiều, và nói nữa thì cũng khen nữa thôi mọi người. Và cái thời điểm mà sử dụng em này thích hợp nhất, mà phải gọi là đẹp nhất luôn á, chắc chắn là những ngày cuối năm mà kiểu giống như là mình đi tiệc, là đi hẹn hò, đi kiểu đi chơi Noel hoặc là year end party á đó. Nhớ xài Valentino Donna nha, bà nào mà chưa có ngửi á thì Thảo nghĩ là nên ít nhất một lần ngửi qua đi. Nhiều khi có thể là các bạn ngửi mà nó không có đúng gu á, nhưng mà cứ ngửi trước đi, tại vì Thảo thấy mùi hương này rất đáng để mà thử á. Mùa đẹp nhất thì chắc chắn phải nhắc đến cái chai nước hoa mà có thiết kế lọt và top những chai nước hoa đẹp nhất mọi thời đại, Yves Saint Laurent Lip, được ra mắt vào năm 2019. Cái bản mà Thảo cầm là bản Eau de Parfum nha. Mọi người đừng có thắc mắc tại sao cái nút nó đậm, tại vì Thảo xài một thời gian thì hầu như những chai nước hoa mà Thảo sở hữu đó, nó đều đậm hết trơn á. Và những cái chai nước hoa nào của Thảo mà nó bị màu đậm hơn thời gian đầu á thì chắc chắn là mùi hương của nó cũng sẽ đậm hơn rất là nhiều. Ở em này thì nốt hương hoa cam, vani, hoa oải hương, nói chung là một chai nước hoa có cái nốt hương hoa oải hương chủ đạo mà Thảo cảm thấy thích nhất từ trước tới giờ, bởi vì cái vibe của em này nữa nha, kiểu sang trọng nè, nó vừa phải ngọt, quý phái, sang trọng, mang lại cái vẻ tự tin cho người sử dụng liền. Cho nên rằng chai nước hoa này chắc chắn là Thảo phải sử dụng, có thể là về mặt thi sắp tới. Ở trên bàn hiện tại là có 2, 4, 6, 7 chai nước hoa, thì trong đó là có 5 chai hiện tại là Thảo đang xài nha. Và 5 chai mà Thảo mới vừa chia sẻ với mọi người á, là Nam Parfum đang có hàng, cho nên là bạn nào mình muốn trải nghiệm, mình muốn thử á, thì cứ đến những cái cửa hàng gần nhất của Nam Parfum để mà mình ngửi mùi, hoặc là mình có thể mua luôn về sử dụng nếu mà các bạn thích. Còn 2 chai còn lại á thì Thảo chỉ chia sẻ thêm thôi nha. Nói chung là mình cũng tìm cái sự đồng cảm của mọi người, cũng như là muốn chia sẻ cho các bạn là cuối năm Thảo xài những cái chai nước hoa nào. Chai nước hoa tiếp theo mà Thảo chia sẻ với các bạn đó là em MS Chili Old Boy Brie. Em này á là Thảo được tặng mang nốt hương hoa hồng luôn, nhưng mà hoa hồng này nó hơi ngọt, không phải hơi, nó kiểu nó cũng rất ngọt đó mọi người. Chỉ có 3 nốt hương đơn giản thôi là hoa hồng, tiêu hồng và hoác hương, mà Thảo nói mỗi lần Thảo xịt là Thảo chỉ xịt 2 shot thôi, mà cảm giác giống như là kiểu nó lan tỏa hết nguyên một cái phòng này, là kiểu sức công phá nó rất là mạnh nha. Mà lỡ mà Thảo xịt thêm một shot nữa hả, chắc mọi người đuổi Thảo ra khỏi phòng luôn á đó. Cho nên là chỉ dám xịt những cái ngày mát thiệt là mát, hoặc là vui thiệt là vui đó. Cho nên là Thảo muốn chia sẻ cho bạn nào mà mình đang sở hữu chai này nè, thì coi như là đồng cảm nhận với lại của Thảo hay không, chứ bình thường mà xịt cái chai này chắc hủy diệt lắm đó nha mọi người. Chai nước hoa cuối cùng thì Thảo cũng có nhấn mạnh rồi, 2 chai nước hoa mà Thảo chia sẻ thêm cho mọi người á là Nam Parfum không có bán nha, cho nên là đừng có bà nào ông nào hỏi tôi là em Decadent của nhà Maxi Cox này được ra mắt vào năm 2015 bây giờ Nam Parfum còn bán hay không, thì chắc chắn là không rồi mọi người. Và trên thị trường hiện tại cũng rất là hiếm, tại vì em này bị ngưng sản xuất từ rất lâu rồi. Và chai nước hoa này đến hiện tại các bạn có thể thấy, đừng có hỏi Thảo là vì sao nó đổi màu, tại vì cũng không biết, Thảo cũng không giải thích vì sao nó đổi màu nữa, tại vì hầu hết những cái chai nước hoa Thảo sử dụng là nó đều đổi màu luôn nha, là do cái cách bảo quản của Thảo thôi. Nhưng mà một phần á là do cái em Decadent này nè, Thảo thấy những cái người khác mà người ta có sở hữu em này
cũng bị đổi màu giống Thảo luôn, nó đậm gì nè các bạn. Có thể là do cái juice á, những cái thành phần ở trong đây làm cái nước xài một thời gian nó tự đổi màu luôn á. Và hiện tại là em này Thảo để trưng là nhiều, cuối năm thì kiểu xịt vài shot cho vui vẻ thôi, chứ tại vì mùi hương này bây giờ hiện tại là nó cũng, Thảo cảm nhận là nó cũng hư nhiều rồi, nó còn cồn không mà. Do là em này bị ngưng sản xuất cũng như là cái thiết kế quá đẹp cho nên Thảo giữ lại thôi nha. Và cho nên muốn chia sẻ các bạn thì Thảo nghĩ là các bạn cũng có một vài người còn sở hữu em này đúng không, cho nên là mùa này rất là đẹp để mà sử dụng. Nếu như mà cái chai nước hoa của bạn còn sử dụng được mà nó không có hư như chai của Thảo á, thì cứ xịt những cái mùa thời tiết mà cuối năm hoặc là những cái nơi mà lạnh á, xịt em này vô cảm giác bá cháy luôn á các bạn. Nhưng mà tuyệt đối đừng có xịt vào mùa hè nha, tại vì mùa rất nồng luôn. Thì đây là chai nước hoa cuối cùng bonus thêm thôi. Trong 7 chai trên bàn này á, thì Thảo thấy nha, có chai Lip Yves Saint Laurent nè, Donna của nhà Valentino nè, chai Olympia Legend của nhà Paco Rabanne, chai Le Belle Le Parfum của nhà Tom Paul Gaultier là những chai mà các bạn có thể sử dụng vào cái dịp bình thường trong năm luôn nha. Có nghĩa là mình thích thì mình có thể sử dụng được vào cái dịp bình thường mát mẻ, nhưng mà cũng hạn chế là những cái shot xịt thôi. Còn không nhất thiết là các bạn phải cứ đè vào cái cuối năm hoặc là những cái nơi lạnh lẽo thì mình mới sử dụng được ha. Còn ba chai còn lại như là Triumph of Pecos nè, Tully Poirry với lại Decadent của nhà Maxi Cop á, thì nên xài cái ngày nào mà thật là lạnh hoặc là thật là mát thôi nha mọi người. Cái này là khuyên thật lòng luôn á. Mọi người đừng có quên, chương trình Brand of the Year tại Nam Bộ Phương vẫn còn đang diễn ra cho tới hết tháng 12. Nếu như bạn nào vẫn chưa săn được á, thì mình đến những cửa hàng gần nhất để mà được tư vấn tìm ra mùi hương chân ái cho mình. Hoặc là Thảo sẽ để những cái đường link mà những chai nước hoa hiện tại Nam Bộ Phương đang bán á, ở dưới phần mô tả. Các bạn có thể bấm vào đó để mua trực tiếp online luôn nha. Và sau khi xem chiếc vlog này, nếu như mà có những thắc mắc, ý kiến đóng góp hoặc muốn Thảo review bất kỳ về một mùi hương nào đó thì các bạn cứ để lại bình luận ở bên dưới. Chai nước hoa nào Thảo trải nghiệm rồi Thảo sẽ review cho các bạn nha. Và đừng quên like, subscribe kênh giải trí Nam Bộ Phương TV để đón xem nhiều chủ đề hay hơn từ bọn mình. Và mình là Trần Thảo. Cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn ở những vlog sau. Merry Christmas and Happy New Year.